Danh ca Tuấn Vũ sau cú sốc bị lừa, mất tất cả trong một đêm, bây giờ ra sao? Tuấn Vũ sinh ra và lớn lên tại Phan Thiết trong một gia đình lao động nghèo. Anh không học qua trường lớp thanh nhạc nào mà hát bằng bản năng. Từ hát nhà thờ, nam danh ca tham gia một đoàn biểu diễn tại Bình Thuận và bắt đầu được yêu mến qua ca khúc Đom Đóm với nghệ danh là Huy Vũ. Ông Hoàng Nhạc Sến kể, năm 1979, anh bắt đầu qua Mỹ định cư cùng với người dì. Thời gian đầu, anh làm đủ nghề để mưu sinh trên đất khách, như phục vụ, thợ hàng, điện lạnh, đánh cá. Dẫu lao động chân tay vất vả để kiếm sống, nhưng với tâm hồn lãng mạn máu nghệ sĩ, Tuấn Vũ tỏ ra lạc quan. Anh nghiêu ngao hát khắp nơi khi đánh cá hay ở nhà một mình. Và một lần tình cờ, ca sĩ Trúc Mai nghe được tiếng hát của Tuấn Vũ và ngỏ lời dìu dắt anh đi hát ở các sân khấu. Với niềm đam mê ca hát mãnh liệt, Tuấn Vũ không thể nào bỏ qua cơ hội này. Anh đồng ý đi biểu diễn và được ca sĩ nổi tiếng như Giao Linh, Nhật Trường, Phượng Mai giúp đỡ. Sở hữu chất giọng tình cảm và không đụng hàng, Tuấn Vũ nhanh chóng trở thành ngôi sao nhạc hải ngoại hạng A. Anh nhớ lại, thời kỳ đỉnh cao, anh có thể nhận cachet 3.000 USD cho một bài thu âm, mỗi tháng thu vài chục bài. Nổi tiếng được săn đón và mức cachet cao ngất ngưỡng, chẳng mấy chốc Tuấn Vũ đã có thể mua nhà, xe cộ. Từ một chàng trai đánh cá, anh trở thành ca sĩ sở hữu khối tài sản khủng triệu đô. Tuấn Vũ thừa nhận, anh là người ham vui, coi trọng bạn bè. Vì lý do này mà sau một đêm, nam ca sĩ triệu phú trở nên trắng tay, mất sạch tài sản. Thời điểm đó còn trẻ, tôi lao vào những cuộc chơi mà không nghĩ ngợi nhiều. Đôi khi tiền bạc, tôi đưa cho bạn bè giữ giúp, rồi sau đó cũng quên luôn. Tính tôi là vô tư. Cũng vì tin bạn mà tôi mất tất cả, anh tâm sự. Sau đó Tuấn Vũ bỏ hát, anh lưu lạc khắp nơi trong 4 năm và tìm đến rượu để giải sầu. Lúc này anh cũng mất hết niềm tin với bạn bè, gia đình. Đây có lẽ là cái giá quá đắt mà nam ca sĩ phải trả vì tuổi trẻ bồng bột của mình. Anh Quốc Nam, con trai của nghệ sĩ ưu tú Minh Vương, là người bạn thân thiết với danh ca Tuấn Vũ ở Việt Nam, tâm sự với chúng tôi. Anh Nam cho hay, Tuấn Vũ là một người ham vui vô tư, sĩ diện nghệ sĩ cao và là một gã khờ trong cuộc đời đầy cạm bẫy. Theo anh Nam thì Tuấn Vũ có thói quen là hát trước, rồi thật lâu sau đó mới nhận tiền cachet. Tuấn Vũ tâm niệm, bầu show là người rất bận rộn, để họ thư thả xong rồi lấy tiền sau cũng không muộn. Có khi anh hát hàng chục show mà không lãnh tiền, anh nhờ bầu show giữ hộ. Đến khi anh cần tiền, nói họ đưa lại, họ bảo tiền gì chứ? Chỉ cần nghe vậy là anh bỏ luôn, không đôi co. Anh Nam kể. Phóng viên có cơ hội nhiều lần gặp gỡ Tuấn Vũ tại Sài Gòn. Anh cho biết về Việt Nam rất vui và thích. Khán giả ở đây rất yêu mến và trân trọng anh. Ngồi ở trên bàn nhậu cùng với Tuấn Vũ là những người bạn thân thiết. Có người mấy chục năm thân tình, cũng có người chỉ mới gặp đôi ba lần. Ở tuổi 60, nam danh ca vui vẻ, nói cười rôm rã, nụ cười luôn tường trực ở trên môi, đôi lúc lại trầm tư kể về chuyện đời, chuyện nghề. Hai thập niên 1980-1990 là khoảng thời gian mà cái tên Tuấn Vũ nổi đình đám trong làng âm nhạc. Tiếng hát của anh vang vọng khắp các hang cùng ngõ hẻm, từ trong nước đến cộng đồng người Việt ở hải ngoại. Anh được xem là ông vua của dòng nhạc vàng, là cha đẻ của trào lưu, hát liên khúc trữ tình, được đón nhận và lan truyền rộng rãi. Vào năm 2001, Tuấn Vũ về nước, hát tại phòng trà ở Sài Gòn và tham gia live show tại Hà Nội. Ban đầu anh dự định chỉ hát 2 đêm, nhưng khán giả ủng hộ nồng nhiệt, anh hát liên tiếp 9 đêm. Với tính tình vô tư, trọng nghĩa, thế là Tuấn Vũ ở lại Việt Nam, đến hết hạn visa mà không hay biết. Điều này khiến anh gặp khó khăn từ luật pháp của Hoa Kỳ, anh bị cấm trở về Việt Nam suốt hơn 8 năm. Vào tháng 10 năm 2018, Tuấn Vũ có cơ hội quay về quê hương. Anh thực hiện 3 live show và thành công ngoài sức mong đợi. Anh hát tại Đà Nẵng, Vinh, Biên Hòa, nơi nào cũng cháy vé. Danh ca Tuấn Vũ, tên thật là Nguyễn Văn Tài, sinh tháng 12 năm 1959 tại Đức Linh, Bình Thuận. Nguyên quán là xã Đồng Văn, huyện Thanh Chương, Nghệ An. Năm 30 tuổi, Tuấn Vũ kết hôn với một người phụ nữ gốc Hoa. Cuộc hôn nhân thay đổi con người của ông.
khi có người vợ yêu thương và một cậu con trai xinh xắn. Nhưng rồi, cuộc hôn nhân ấy cũng bị đứt gánh vì biến cố. Tuấn Vũ kể, gia đình vợ không muốn anh đi hát nữa, mà về quản lý chợ mini của gia đình họ. Khi đứng trước hoàn cảnh phải lựa chọn giữa ca hát và một cái chợ, Tuấn Vũ đã chọn ca hát sau nhiều trăn trở, và cuộc hôn nhân rạn nứt đứt gánh. Tuấn Vũ một lần nữa cô đơn, lại một lần nữa mất gia đình, và lại bỏ hát thêm 4 năm. Và sau khi chia tay, Tuấn Vũ nhận trách nhiệm nuôi con. Ông yêu thương chăm con hết mực và vẫn giữ liên lạc với vợ để con trai nhận đủ tình yêu của cha lẫn mẹ. Tuấn Vũ vai trở lại ca hát vào năm 2000, cũng là thời điểm ông trở về Việt Nam. Mỗi lần đứng trên sân khấu đón nhận tràng vỗ tay nồng nhiệt của khán giả, tình yêu của ông dành cho âm nhạc lại trỗi dậy mạnh hơn. Tự nhận mình là người kiệm lời, không hay nói và cũng không biết nói nhiều, nên Tuấn Vũ chỉ biết gửi gắm tất cả sự biết ơn và cảm tạ công chúng bằng tiếng hát. Nhiều lúc hát xong, ga đến phía sau cánh gà, ông lại rưng rưng vì quá xúc động. Trải qua những sóng gió của cuộc đời và đến nay, Tuấn Vũ chọn cuộc sống độc thân. Ông bảo đã quen việc sống một mình, tự mình chăm sóc nên không còn cảm thấy quá cô đơn. Chuyện đi hát đối với ông từ trước đến nay cũng không phải là để kiếm tiền, mà để thỏa sức với niềm đam mê âm nhạc, được cảm nhận sự yêu thương mà mọi người dành cho mình. Còn với ông, cuộc đời nó đơn giản chỉ là ăn một món ăn dân dã mà mình thích, được ca hát mà không quan trọng chuyện sân khấu lớn hay nhỏ, được mọi người yêu mến là đủ. Gia đình bố mẹ Tuấn Vũ thì có 10 người con, 4 trai 6 gái, trong đó Tuấn Vũ là con thứ tư và Viết Thanh là con út. Cũng chính cậu em út Viết Thanh nhiều năm trước đây từng nói gót Tuấn Vũ đi hát và trở thành ca sĩ, nhưng hiện giờ đã chuyển sang công việc kinh doanh. Theo lời kể của Viết Thanh thì mặc dù bố mẹ anh là những người ngoại đạo với âm nhạc, song các con hầu hết đều rất yêu ca hát. Trong đó hai người anh trai phía trên Tuấn Vũ và Viết Thanh khi còn sống cũng hát rất hay. Ngoài ra anh em Tuấn Vũ còn có một người chị gái sở hữu giọng hát rất giống hệt như nữ danh ca Hương Lan. Tuy nhiên, duy có Tuấn Vũ là người mê hát một cách cực độ và quyết tâm đi theo con đường ca hát đến cùng. Sự đam mê đó của danh ca bộc lộ ngay từ khi anh còn rất nhỏ và thôi thúc Tuấn Vũ, lúc có mới 10 tuổi, đã liều xin theo một đoàn hát phiêu bạt khắp các sân khấu đó đây. Lúc bấy giờ thì Quyết Thanh vẫn là một cậu bé con, nhưng sau này anh được nghe kể lại, thời ấy trong bối cảnh nhạc vàng chưa được phép phổ biến, nên khi đi theo đoàn hát và có lần hát ngẫu hứng, hát nhạc vàng, Tuấn Vũ đã từng bị giữ lại ở Mỹ Tho. Một người anh trai của Tuấn Vũ được gia đình giao nhiệm vụ là vào tận nơi để đón anh về. Tới nơi thì nhìn thấy cậu em mình quần áo cắm thùng, đi sandal rất chỉnh tề, mặt mũi thì tươi tắn hớn hở. Người anh của Tuấn Vũ bật cười bảo, trời ơi, bị giữ mà trông ông còn ngon hơn cả tôi. Hóa ra trong lúc đợi người nhà đến đón, Tuấn Vũ vì hát hay nên đã kịp trở thành cây văn nghệ dạy hát cho mọi người, được hát suốt ngày nên anh rất vui. Trở về nhà, Tuấn Vũ lại miệt mài đi hát, đi thi và giành đủ các giải văn nghệ của địa phương. Cũng theo chia sẻ của Viết Thanh, người anh trai nổi tiếng của mình có tính cách đặc trưng là ham vui và mê hát, cực kỳ dễ tính, cứ ở đâu vui là được hát là anh cứ hát. Thế nên sau này kể cả khi đã trở thành danh ca nổi tiếng, anh vẫn giữ lối sống rất bình dị, đó là lý do mà người ta có thể bắt gặp anh cầm mic vô tư hát karaoke mỗi khi về quê hay ghé thăm hàng xóm họ hàng.